là sao tới giờ mình để một tháng kiến ăn hết thịt. Dạ. Kiến ăn hết còn nguyên một bộ xương olivin tự nhiên mà da là olivin ăn là trâu cắt thịt nó chắc tanh quá anh kiến không ăn mà bạn một con chuột gì vậy mà muốn lấy nguyên bộ xương con chuột á để đó nhưng mà con chuột mà bị nó đập qua là có bộ xương gãy rồi thấy gãy rồi bị con mèo cắn qua chỗ đó là mất một khúc à còn nguyên mày bắt sống con chuột á là mày đổ nước nước xó mà cho nó chết chưa à anh cúa rồi anh chạy cho cả đất này xịu rồi chết rồi cái đem này được đó đóng đóng kiến ăn tự nhiên có đồ ăn nó thôi lắp lên con nguyên mà xương chuột anh đem đem về mà ngâm ngâm rồi vẫn cho sạch rồi để quay khô xương mà để trăm năm nữa đâu có ô mày để trong nhà như xương là từng khúc ngon lành á không hay là đại hạnh không phải ông là hắn chọn tốt tôi đi vô đây hắn đi bưng đầu tới ô đỡ mà mười giờ chưa chưa mà chim một lần hay có mà sợ là bố xí nó mà sợ à sợ thiên thần thiên thần gồng bé nó lại tan luôn rồi có mà sợ không không chung theo đi còn khách à quá anh biết nha đó chắc chắn chạy mình đó hắn kia còn có thể nhé hắn báo tên người hồi xưa á hồi xưa chưa có điện tử chưa có cell phone á hắn mà ở nhà mà kêu mấy tiếng là mới biết có người lạ tới thăm mình là con quá hậu đẹp có khách tới thăm mình tù kiến à à hệ kiến hệ kiến hệ kiến tù kiến nữa ta hệ kiến quá hậu đẹp anh đi chăng nhau hạt dạng này hệ kiến rồi báo ai à biết rồi kêu mình giải quyết thôi biết là có người đang tới thăm rồi có chị kia à có chị người đó thay đồng tới quả đi đi mẹ nó không đi là nhà đi cầu là nó đi đi bắt hàng nó không đi là không phải anh Mỹ với anh Cúc thử thử là mất chợ người đi lên vòng một vòng nữa chơi tức chuyện du lịch mà ổ coi à đi nhà mấy bạn à có nhà thì đâu mà những người có tiền đủ có cha chứ những người nghèo thì sao đi tôi ăn không có đủ nữa Mỹ là thành công rồi bây giờ tới nước ăn thử cũng thành công Mỹ thành công rồi hình như có người đăng ký đi rồi nhưng mà Mỹ bây giờ đăng chế máy bay chở không phải đi cái chuyện này không phải phóng lên mà đi máy bay bay ra ngoài chiếc máy bay cũng giờ cái đi chiếc máy bay nằm ở ngoài giờ cái đi lên trước qua khỏi cái tầng mà hút á cái này ấn mình ra cái này là bay về lại hồi xưa là nổ luôn bây giờ cái này cũng về lại mai mốt làm lại thì sát tù còn hồi xưa không phải hồi xưa là lên nổ luôn là nổ lớp xuất hiện bây giờ tăng mọi luôn tiết kiệm lấy lại nhưng mà chiếc mình chạy qua khỏi cái tầng bị hút á là trên đó mình có mở máy về về là mình đi từ từ phải tốn xăng phải tốn xăng mình ngồi cái máy bay mình vô mặt trên á ở dưới là mình thấy rồi thấy rồi nó cầu quá mặt trên đâu có cái gì đó. Có chỉ có mây thôi không phải ở đây không còn mây nữa ở trên trời đây nó không có không khí không có không khí không còn kia à trong chiếc máy bay mình bây giờ đi máy bay đi là có không khí nó phải không thấy lại không khí còn trên kia đi cái gì cũng thấy hết thấy trời không có trời thấy mây à ban đêm mình thấy mặt trăng bằng sao ở đây này mình thấy sao ở đây mình thấy chấm rồi nhưng mà ở trên đó mình thấy sao rồi lên cái trên trời nó đi có một vòng đất mà phải không? Phải đi xanh không nước không gì hết.
hắn đi một vòng 360 độ là góc mình thấy cái quả này, góc mình thấy quả này, góc mình thấy quả này. Ủa, người ta nói xuống có đất gì nó xuống mà không có. Không về thôi.